Cái câu đó là tôi nhìn chứ cái cảnh mới lại không? Nhìn ít mà đúng không? Chán thua thì... Nhìn như vậy mà chắc là uống bị. Em chào trên mạng, nào nó cũng... Không đỡ được đúng không? Chén này bé. Không, chén này thôi. Thật ra to bé nó không không ấy đâu. Nó còn kêu cái nắp chai này. Nó còn nắp chai cơ mà. Chết. Nói càng nhỏ thì càng ấy. Sao uống đây bạn? Có bị lẫn rượu không đấy? Không, chén không, mới không, mà. Không mấy rồi đây, 2, 4, 6 à? Không, ý nó uống được 11, mày uống được bao nhiêu có thể mày uống được hơn. Thôi, cứ từ từ này. Xót nhanh. Mấy rồi? 6 rồi. Mấy rồi? 7 rồi. Tao uống được mấy rồi? 4, 4, 8 rồi. À, rồi. Đó. Này thì 11 với tao. 11 với tao thua gì? Mày uống hết được lon này bằng chén này thì ghê đấy. Tính rồi, cứ hết lon đấy trôi là... Vậy? Mấy rồi? Cứ hết lon đấy là đủ 12 chén. Mấy ớt mình đếm à? Hết lon này là 12 chén. Mấy lon? Hết lon này 12 chén thôi. Không hơn, hơn. Khe phải 13 chén rồi. Chưa, mới được tầm 8 chén. Kia nó rót này đây, mình rót bơi, ông chả hiểu. Này, đéo ăn thua. Thế mà... Tay đếm à? Ông này ông đếm. Bao nhiêu rồi em? Chưa. Em quên là anh uống nhanh quá. Tao nhấp phải mười mấy phát rồi. Ê. Hết chỗ này là 15 chén, nếu hết chỗ này mới là được 15 chén. 330 mình chia mỗi cốc này là bao nhiêu ml? Mình điên à? Uống hết một lèo đi ông, mình gặp từng người. Nè, càng phết đấy. Tao uống phải mười mấy phát rồi, chắc chắn à? Chắc chắn hơn 11 rồi. 11, 12 rồi anh ạ. Phải uống hơn 11 rồi. Cơ mà là kia thằng Sơn đúng không? Đây. Nhưng mà thôi ta chạy trước thôi, mới chạy vào nhà vệ sinh cho dễ hả? Nếu uống uống luôn đấy. Tao uống này ghê rồi, tao cũng uống được. Chẳng nghĩa trò ấy. Yeah.